Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin được gửi tới cho đạo tràng Minh Thành 2 và xin máy Nguyễn Tương sẽ chuẩn bị sau tiếp kế tiếp A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin đọc thầy cho đạo tràng Minh Thành 2. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính xin thầy Diệu Âm cho con hỏi một câu. Thưa thầy, chúng con có nhận một ca hồi niệm là cụ ông năm nay 82 tuổi. Cụ vẫn đi lại, nói ít nhưng niệm được câu Phật hiệu cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng cụ không bình thường, gọi là tỉnh trong mê, cụ mê rất nhiều, cụ bị các chư vị nhập thân. Gia đình cho biết là cụ đi vệ sinh khắp nơi, ngay cả trong phòng khách, trên ghế đệm cụ cũng có thể ngồi lên để đi vệ sinh. Cụ đi lại lung tung trong nhà, không biết, không nhận ra đâu là phòng của mình. Vì thế gia đình bắt buộc phải khóa cụ vào trong phòng cả ngày cả đêm. Con cháu đã dọn phòng cho cụ rất sạch nhưng không thể nào hết được mùi hôi. Cụ cũng không chịu đóng bìm, cụ đi vệ sinh lung tung trong phòng. Nếu như hộ niệm cho cụ trong phòng, chúng con không thể nào ngửi được mùi hôi đó. Nay con kính hỏi thầy, chúng con có nên nhận ca hộ niệm này hay không? Và nếu hộ niệm thì chúng con có thể hộ niệm cho cụ ở phòng khách được không? Trong phòng của cụ, chúng con có thể dán ảnh Phật cho cụ ngắm hàng ngày được không ạ? Có sợ là sự tổn phước không? Vì trong phòng mùi rất hôi. Con thành tâm kính tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chư vị ơi, khi nghe cái tình cảnh này mà Diệu Âm nhiều khi cảm thấy đắng cay. Chư vị thấy đấy, cái nghiệp chướng của mình nó dễ sợ vô cùng. Thành ra khi mà muốn niệm Phật vãng sanh, hãy lợi dụng ngay trong lúc còn tỉnh táo này mà lo niệm Phật nhé chư vị. Những người nào tuổi đời đã lớn mà đang tỉnh táo phải lo ngày đêm niệm Phật tức thì nghe chư vị. Niệm Phật có khả năng bao nghiệp, niệm Phật có khả năng phục nghiệp, niệm Phật có khả năng chuyển nghiệp, niệm Phật có khả năng cách duyên ác không cho nghiệp nổi lên. Niệm Phật trở về Tây Phương được Phật lực gia trì, chư Bồ Tát bảo vệ cho, làm cho cái núi nghiệp của chúng ta lớn như tu di vẫn nằm im đó để chúng ta bước lên mà đi nhé chư vị. Nếu mà nghe những người những lời này mà có những người nghĩ rằng là ta còn khỏe chưa cần đâu, thì đến lúc mà gặp cái trường hợp này, xin thưa với chư vị, gặp nhiều âm nhiều âm cũng đành rơi nước mắt chứ không dễ gì mà có thể giúp cho họ tỉnh táo lại. Chư vị nên nhớ, một người muốn được hộ niệm vãng sanh cần phải tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo ở trong mê thôi cũng đành chịu thua. Đây là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên nhất. Một người muốn được hộ niệm phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo thì khuyên mới nghe, có tỉnh táo thì răn nhắc sơ suất mới bỏ. Còn nếu cụ này đã đi vào tình trạng đại mê như thế này thì làm sao có thể khai thị hướng dẫn được đấy. Chứ việc ở đây khó không? Cho nên khi mà nghe một vấn đề như thế này, tự mình hình như nhận được một bài pháp vô cùng thấm thiết, vô cùng thấm thiết đấy chư vị. Đừng nghĩ một cụ này bị như vậy mà mình không có như vậy đâu, chưa chắc. Chỉ cần một cái tâm thượng mạng, chỉ cần có một cái tâm ý lại, chỉ cần một cái tâm tự cho mình là đủ là ngon, thì coi chừng vướng nạn. Mà cái nạn của mình biết chừng đâu lớn hơn những vị này. Mong chư vị hiểu được như vậy. Thì chính câu hỏi này là một bài pháp cho những người như chúng ta
chưa rơi vào tình trạng đó. Hãy mau mau thành tâm sám hối lỗi lầm, nguyện lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, nguyện rằng khi con về Tây Phương nhất định con sẽ đem tất cả những năng lực gì con có, ngày ngày đêm đêm con không bao giờ lười nhác đi tất cả mọi nơi để tìm cho được những vị oán thân trái chủ, những người con đã làm hại để mà cứu độ. Cái tâm đây là tâm đại từ đại bi của một vị đại Bồ Tát, thì chư vị mới cảm ứng đạo giao và mới về Tây Phương được, chứ không phải về Tây Phương là trốn lên đó mà nghĩ nghe chư vị. Cho nên với cái trường hợp này, thực ra mà nói thẳng với chư vị, vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Thì chư vị hộ niệm là mình cái thành tâm đem công đức hồi hướng cho họ được chút nào hay chút đó, chứ còn báo rằng là người này sẽ vượt được ách nạn thì thực sự đã khó rồi, thì ông không báo đáp được. Không có một người nào có thể vào trong một phòng mà phong vải khắp nơi mùi hôi như vậy mà niệm Phật được. Thì nên rằng nếu chư vị có niệm thì cũng phải niệm ở một cái phòng bên mà chúng ta cũng phải thấp trầm thấp hơn lên mà niệm Phật cho người ta được chút nào ở chút đó. Chứ còn khai thị với một người đã hoàn toàn mê rồi thì làm sao được đây? Ôi cũng là nghiệp chướng chư vị tới không? Khi đã hiện thành lên rồi thì đành mỗi người phải tự lo lấy, chứ biết làm sao hơn. Mong cho chư vị nghe những cái câu chuyện này mà tự mình giác ngộ, tu sớm sớm đừng để quá trễ. Đừng nghĩ rằng ta còn tỉnh táo cơ chi với mời ban hộ niệm, ta còn khỏe quá cơ chi với niệm Phật, ta còn ngon lành quá mà. Một sớm một chiều đi vào cảnh đó giới đó thôi chịu thua, nhất định khó lắm đấy chứ vị, khó quá đi nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là cảm động, thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Du Âm.